Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kiến thức của trung tâm đồ họa APA Academy. Trong video ngày hôm nay, mình xin được hướng dẫn cho chúng ta về phần giúp các bạn có thể tạo được các cái model vải, lụa, gối, khăn ở trong 3ds Max. Rồi, ok. Thì cách làm chúng ta sẽ cùng làm theo các cái bước mình hướng dẫn sau đây. Thứ nhất đó là các bạn sẽ tạo ra cho mình những cái vật thể hứng, đúng không ạ? Vật thể hứng. Thì ví dụ ở đây mình sẽ tạo, mình vẽ một tấm plan, mình sẽ đặt tên, đổi tên cho nó đây là đất đi, đất nhá, đất này. Để khi mà rơi xuống đất nó sẽ cái đất, cái mặt đất nó sẽ hứng hứng lại vật thể của mình. Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ có một cái, mình sẽ đặt tên là bàn đi, bàn. Để lát nữa cái khăn nó rơi vào bàn thì cái khăn nó cũng sẽ đỡ lại cái bàn, nó sẽ đỡ lại cái khăn của chúng ta, được chưa? Rồi sau đấy là mình sẽ tạo vẽ một tấm plan để giả lập thành một cái khăn. Các bạn vẽ cho mình một tấm plan đây. Và nhớ là sẽ để nhiều lưới cho mình một chút nhé. Đấy, các bạn để nhiều lưới cho mình một chút để làm gì? Nhiều lưới thì nó mới có thể cong được, đúng chưa? Rồi sau đấy là các bạn sẽ đặt tên cái này là khăn đi, khăn này. Sau đấy các bạn sẽ nhấc cái khăn lên trên cái mặt bàn để lát nữa mình sẽ thả rơi cái khăn xuống phía bên dưới. Rồi, thì bây giờ các bạn sau đấy là các bạn sẽ chọn cho mình cái khăn. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chọn giúp mình cái khăn. Vào Modify List, các bạn vào phần Modify List, chọn cho mình sử dụng cái lệnh Cloth. Đây, lệnh Cloth, được chưa? Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ phải bấm vào phần Object Property để chúng ta thêm các cái vật thể hứng vào. Hiện tại ở đây chúng ta mới có duy nhất cái vật thể khăn thôi. Sau đây các bạn sẽ phải thêm vật thể hứng. Để thêm thì các bạn sẽ bấm vào S Object để thêm vật thể này. Sau đó là các bạn sẽ hiện, nó sẽ hiện lên cái bảng vật thể của mình đây. Sau đây là mình sẽ chọn hai cái vật thể này. Các bạn sẽ chọn hai cái vật thể này và bấm S để thêm vào. Rồi hai cái vật thể vừa thêm đó là bàn và đất, đúng không? Bàn và đất thì mình sẽ set cho nó là cái vật thể hứng. Đấy, thì để set vật thể hứng các bạn sẽ chọn hai vật thể đấy này. Chọn hai vật thể và chọn tích vào mục Collision Object là vật thể hứng. Rồi, thế còn cái khăn là gì ạ? Khăn là vật thể bị rơi. Thì mình sẽ chọn vào cái khăn và sử dụng cho mình là cloth, như là vật thể vải, chúng ta sẽ thả rơi nó. Được chưa? Rồi, tiếp theo, khi mà chúng ta đã tích vào cái khăn chọn cloth thì bên dưới các bạn sẽ có cái phần preset. Bên dưới này rất là nhiều những cái tính chất, bởi vì mỗi một cái chất liệu nó sẽ có một cái độ bóng khác nhau, độ trơn khác nhau, độ ma sát khác nhau, đúng không? Đấy thì ở 3ds Max nó đã thiết lập sẵn cho ta, cho chúng ta một số những cái loại vật liệu vải lụa thường dùng. Cái này thì các bạn có thể là dùng Google dịch để dịch tên nó ra nhé. Ví dụ như siêu sẽ là lụa này, đúng không? Cotton này, đúng không? Thì cái này trong trường hợp mình sẽ lựa chọn là siêu đi, là vật liệu lụa đi. Đây các bạn thấy này, khi mình chọn siêu tất cả những thông số nó sẽ thay đổi này, hoặc là mình chọn cotton thông số nó sẽ khác. Tức là mỗi một cái vật liệu nó sẽ có một cái đặc trưng khác nhau. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn siêu. Sau khi chọn siêu xong, các bạn bấm OK. Đấy, các bạn chỉ cần setting về cái vật thể hứng này, vật thể làm rơi này, và cuối cùng đó là chọn cái setting preset cho cái chất liệu. OK. Rồi thì sau đấy ra bên ngoài để bắt đầu thả rơi, các bạn sẽ tích chọn cho mình vào cái mục simulate. Chọn cho mình vào mục Simulate nha. Rồi bây giờ nó sẽ bắt đầu chuyển động này. Frame các thứ nó sẽ bắt đầu chạy. Và các bạn thấy cơ thể của mình nó đang được thả rơi xuống bên dưới. Được chưa? Cái này, cái quá trình này nó diễn ra nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là máy của bạn nó có khỏe hay không. Yếu tố thứ hai đó là cái vật thể rơi nó có nhiều lưới hay không đó. Và yếu tố thứ ba đó là cái vật thể hứng của các bạn, cái độ chi tiết nó nhiều hay không. Được chưa? Ví dụ như vật thể hứng của mình, cái bàn này khá đơn giản nên nó còn khá là nhanh, còn vật thể hứng mà nó phức tạp hơn thì nó sẽ phải mất thời gian tính toán lâu hơn. Được chưa? Rồi ok, đó, các bạn có thể để đợi nó chạy hết 100 frame nhé, hoặc không thì các bạn có thể là bấm cancel dừng lại nếu như các bạn cảm thấy thế này là ưng ý rồi.
Đấy, thì các bạn có thể là bấm cancel để dừng lại cái quá trình. Được chưa? Thì ngay lập tức các bạn sẽ được cái khăn như thế này. Rồi. Nếu các bạn sẽ thấy, để ý sẽ thấy này, sẽ có những cái chỗ mà cái khăn nó sẽ bị giao, nó sẽ bị chồng vào nhau. Nó sẽ bị chồng vào nhau nhá. Thì các bạn nếu mà không muốn cái khăn của mình nó không bị chồng vào nhau ấy, thì các bạn nhớ tích vào cái mục Cell Collision ở đây. Được chưa? Tích vào đây và tăng cái thông số này lên này. Đó. Thì cái vật thể của mình, các cái nếp vải nó sẽ không bị chồng vào nhau, nó không bị đan vào nhau, thì nó phi thực tế, đúng chưa nhá. Rồi ok, tiếp theo có một thông số nữa cũng khá là quan trọng, đó là cái thông số gravity này. Nó là cái thông số trọng lực. Ở đây thì chúng ta đang sử dụng trọng lực của trái đất với cái độ là âm 980. Ở đây bây giờ mình thử reset lại nhé, mình thử reset lại này. Mình sẽ thử reset lại và mình để cái này là 4.000 đi, 2.000 đi, âm 2.000 nhé. Rồi ok, sau đó các bạn simulate này thì lúc này nó sẽ rơi nhanh hơn, rơi nhanh hơn và cái vật thể của mình nó sẽ bám vào mặt đất nhiều hơn. Đây các bạn thấy không? Rồi, đó thì các bạn đã thấy là cái khăn của mình đã ok. Nhưng các bạn sẽ thấy một chút lỗi ở đây, đó là cái gì ạ? Cái mép bàn thường nó tính toán nó sẽ không được kỹ lắm, nên là nó sẽ bị ăn vào cái mép bàn. Thứ nhất là do tính toán không kỹ. Thứ hai là do cái lưới chỗ này nó không đủ chi tiết để nó có thể bám ôm trọn vào cái mép bàn. Đúng chưa? Thì giờ mình sẽ phải bắt buộc phải chỉnh lại thủ công thôi. Thì chúng ta sẽ convert cái khăn này sang Edit Poly nhé. Các bạn sẽ convert cái khăn này sang Edit Table Poly này. Sau đấy các bạn sẽ sử dụng cho mình công cụ bút xít và các bạn sẽ nắn nó, nắn lại nó cho mình. Rồi đây mình sẽ nắn lại cái phần này để cho nó khỏi ăn vào bên trong nhé. Các bạn yên tâm vào, lát nữa mình sẽ còn đến một bước, đó là bước turbo nữa. Mình còn bước turbo để làm mềm nó một lượt nữa, đúng không? Chắc chắn là làm cái gì xong cũng phải chỉnh sửa để cho nó chỉnh chu rồi. Hoặc có một cách khác, đó là các bạn phải tăng lưới lên, nhưng mà mình không khuyến khích cách đây lắm. Bởi vì nếu mà tăng lưới lên thì cái thời gian tính toán nó sẽ lâu, cũng như là số lượng poly các thứ ở trong bài nó cũng sẽ làm tăng, và cái lượng poly đấy là cái lượng poly không cần thiết. Đúng chưa? Rồi các bạn sẽ nắn kỹ giúp mình một chút nha. Sử dụng bút xít vậy thì nắn tương đối nhanh, chúng ta không cần phải kéo từng điểm một. Ngoài ra thì còn có một cái phần mềm khác mà các bạn có thể tham khảo để chuyên làm những cái loại vải vóc như thế này, đó là phần mềm Marvelous Design. Cái phần mềm đấy thì nó tương đối là phức tạp dành cho bạn nào mà không chuyên. Nếu như bạn nào mà chuyên đi vẽ model hoặc là chuyên về những cái sản phẩm vải vóc, thời trang thì các bạn nên tìm hiểu. Đấy cũng là một phần mềm tương đối hay cho dân thiết kế. Rồi ok. Rồi, các bạn sẽ nắn kỹ giúp mình để làm sao nó hạn chế được những cái phần mà bị mớm và mép bàn nhé. Rồi vậy là mình đã xử lý xong. Sau đấy là các bạn sẽ turbo smooth một lần nữa để cho tăng lưới lên và nhìn cái khăn của mình nó sẽ mượt hơn. Turbo smooth này. Được chưa? Đó thì đây chính là cái kết quả của chúng ta sau khi đã sử dụng cái lệnh claw kết hợp với cả turbo smooth. Đây chỗ này nắn lên thêm một chút nữa nhỉ. Ok, đấy là chúng ta đã tạo ra cái khăn. Tiếp theo là cái gối. Cái gối thì chúng ta sẽ làm như sau. Để làm cái gối, các bạn sẽ vẽ cho mình một khối bốc này. Vẽ cho mình một khối bốc nha. Có một vài cách vẽ gối như sau. Như là các bạn vẽ cho mình khối bốc để độ dày không cần phải quá dày đâu. Các bạn để độ dày vừa phải nhé. Sau đấy các bạn sẽ tạm thời bỏ hết lưới đi này. Tạm thời giảm hết lưới đi. Sau đấy các bạn sẽ tăng cho mình cái lưới dọc này lên. Mình sẽ để là 50x50 nhé. Rồi, nhiều lưới, sau đấy mình mới làm cong được, làm phồng được nó, đúng không?
Sau đó các bạn sẽ đặt tên cái này này gối cho khỏi nhầm này. Gối 1 này. Sau đấy các bạn cũng sử dụng cho mình lệnh cloth. Bước tiếp theo cũng chọn vào object property. Thì vật thể hứng mình có thể thêm vào đúng không? Vật thể hứng đó là cái mặt đất. Các bạn sẽ thêm cái vật thể hứng là mặt đất vào. Chỉ định cho nó là collision object này. Còn cái gối các bạn sẽ để là cloth. Vật liệu này mình sẽ chọn là custom đi. Rồi. Riêng đặc biệt cái gối này thì các bạn sẽ nhập thêm cho mình một thông số, đó là thông số độ phồng pressure. Mình sẽ để là 40 đi. Ok. Rồi sau đấy là các bạn sẽ ra bên ngoài, tích vào simulate. Nó sẽ thổi phồng cái gối của mình lên. Và nó sẽ rơi đúng vào cái bề mặt hứng, nó là cái bề mặt của cái mặt đất, mặt sàn. Được chưa? Đây là cái gối dạng gối mà nằm phẳng bình thường. Khá là đơn giản đúng không? Đấy, các bạn có thể xem nó phập phồng và tạo ra những cái nếp nhăn nhìn tương đối tự nhiên. Rồi các bạn thấy ưng ý rồi, các bạn có thể cancel dừng lại cái quá trình tính toán nhé. Đó, chúng ta sẽ có được một cái model gối. Cái hẳn cái mới này. Năm lưới này, 50. Rồi. Cái này thì không cần quá dày. Xoay là các bạn xoay ngang này, xoay chéo chéo này. Mình sẽ để tựa như thế này nhá. Sau đó dùng lệnh claw. Object property chọn cái đất làm vật thể hứng này. Bốc này thì chọn claw, chọn custom. Độ thổi phồng là 45. Ok. Và các bạn chọn lực để là thôi để trái đất bình thường đi. Rồi, simulate này. Nó sẽ bắt đầu phồng lên. Và khi nó rơi nó sẽ tựa vào cái, nó sẽ tựa vào cái phần đứng của cái phần thành tường đúng không? Để tạo ra các cái nếp nhăn. Các bạn có thể để cho nó chạy phim một lát nhé. Ưng ý rồi thì stop lại, được chưa? Bây giờ các bạn đã được cái gối mà nó nằm tựa vào tường như này. Đấy, các nếp nhăn nhìn tương đối là tự nhiên, khá tự nhiên đúng không? Đấy, thì trên đây cái video này mình đã hướng dẫn cho các bạn qua về cách sử dụng cái lệnh trong Modify của 3ds Max giúp mình tạo ra các loại vật thể khăn gối để chúng ta có thể là thêm đồ model sau này. Đây, các bạn có thể là chuyển cái này sang màu và các bạn gắn vật liệu vào bình thường nhé. Ở đây mình sẽ thử setting bằng Corona, xong thử gắn cái vật liệu có sẵn của Corona vào luôn để cho các bạn xem. Mở bảng vật liệu setting sẵn của Corona lên này. Ở phần fabric là vải này. Đây, các bạn có thể là chọn một cái màu vải bất kỳ các bạn ném vào đây. Đó, chưa sâu mát đúng không? Đó, tự hút ra và sâu mát nó lên. Sâu mát rồi đúng không? Đấy, rồi, ok. Thì đấy là cái tốt nhanh mình đã hướng dẫn cho các bạn về cách chúng ta sẽ tạo ra khăn gối bằng 3ds Max. Nếu các bạn cảm thấy hay, cảm thấy có ích thì vui lòng cho một like, một subscribe để bọn mình có thêm động lực ra tiếp những cái video hay ho hơn nữa để chia sẻ đến các bạn. Và video của chúng ta hôm nay xin được kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye!